Ui, to thế. Nước ra kiểu gì chả xong rồi. Kìa. Thế bây giờ làm cái gì ăn với nó? Hả? Thế bây giờ làm cái gì với nó? Một nửa rau vàng, một nửa nấu hầm gà. Chiang đâu? Chiang đâu? Đức chiang đâu? Ăn đâu? Ăn á, ông lên ông rồi. Ôi giời ơi, gà bà quý. Nhiều nhờ bà nhờ. Bán dần đi bà. Mấy con to to kia thấy. Trồng được thóc nhiều cho ăn thóc cũng được. Kệ, để một lúc cho nó vào đã bà. Tỉnh bát à. Để cháu giữ chứ. Trẻ con ngoan lắm ạ. Cho con của chị Duyên ấy. Chị Duyên đặt tên rồi. Duyên nó đặt tên quá là hợp. Sám gầy và sám mập mập mập. TV chỉ đặt ba cái tên là Minu và Duyên với bông béo. Mình đặt cái gì? Em ơi, bông rồi. Bông ơi, đây là bông ạ. À, con này tên là ốc hương. Ốc hương. Chim này chim. Hello chú Phương. Đi gọi nhà trơn thế này mà thì vẫn còn đèo vợ đi con tay ra được nhỉ? À, tính ra con đấy đi dễ hơn xe số. Không trơn á? Nó nặng, xe nó nặng hơn trơn mới rồi. Đấy. Mà chả biết đường trơn hay không, cháu cháu phanh hả? À, chặt ra để nấu thịt gà là nấu thịt gà. Ừ. Nhưng chuyện kia nó
nó lọc cái thịt ra xong rồi là nó cái thịt nó băm ra nó dán với lá trứng với lá nốt. Cứng lắm chú ạ. Còn là xương cứng đó. Không cái xương này không. Lọc thịt nghĩa là lọc thịt nhưng mà lọc có lá nốt không? Lá nốt đầy một vườn kìa. Còn là cái xương này bỏ đi hầm anh có đông xanh ạ? Không hơn nấu với gà được không? Thôi nấu với gà đi chứ còn băm lọc thịt ra rồi xương không thì cũng chỉ là ăn xương thôi. Con là nấu với gà ăn ngon mà nhưng mà bà quý không ăn ngon lắm. Ừ, cháu không có ăn thịt rắn đâu. Cháu đến xem thôi. Ngoan à? Ừ. Chưa có xem để kia. Ngay vào luôn. Thịnh ra từ từng ca hai nhảy ca ba anh Thịnh. Chắc là sắp xếp ca anh có bẩn thế. Con bảy ra. Ờ. Anh đập nó chết à? Nó từ thùng gà ra là anh dí ở đấy chết. Anh dí đấy lâu. Xong anh thịt mỏng lắm, lọc ra hết. Là chắc là không ai mua thì tập tiết này. Ừ. Thế trường mày đi lấy cái búa về để anh sống được. Không không không, nếu vậy thì băm xương... khúc ra thôi. Nấu được. Nấu thôi, vậy xương cứng lắm. Nhai xương không ăn được đâu nhưng mà mình ninh ra để. Cái này là muốn ngon là phải cái hội chịu khó làm. À. Thì mới ăn được ngon. Thấy bà có ăn đâu, bà nói nhiều thế. Tư vấn cho không được góp ý linh tinh ở đây. Bây giờ đang làm mỗi người một ý rồi lại góp thêm lại người ta phải suy nghĩ nhiều. Ôi trời ơi. Giang vàng lên được mà. Giang mà lên là phải một chiên vẫn vàng. Ui là cành tành lắm lại chơi được. Gà còn chưa mổ, bà quý này lại nói phét rồi. Ố, thế ông Trọng với đấy ra thì bà Rêu lại không ra nữa à? Không, mẹ không ăn. Mẹ bảo là dạ này rối loạn triều đình, lúc nào lúc đau đầu lúc đau họng thì ở nhà thôi. Thế mày đi khám của mày dân chưa? Có bị gì đâu vẫn. Nó bảo là vẫn bình thường, khám đây thôi. Khám đây à? Nó chụp vẫn bình thường. Con này chắc nó cũng ăn gà của anh Toán nhiều rồi bá nhỉ? Bảo sao? Ăn nhiều trứng mắm rồi. Béo nhỉ? Trứng thì lâu lâu thì trong cổ. Bỏ cái đuôi đi anh ạ, cái đít đi đi. Ba một quả lâu lâu lại mất hết. À. To thật, lúc đầu bỏ ra to thì là, oh, anh ăn thôi. Thì nó ăn quen rồi. Hôm nay trời mưa nó làm ra nhỉ? Nắng đây á. Nó đói thì nó ăn. Nó chảy đét nó đi rồi. Chiều nay nó nắng ấy, xong là bác bảo hôm nay gặp hai con. Một con rắn giáo, một con rắn hổ mang. Kiểu mưa nắng xong là nó ra. Nắng ấy. Ôi, chỗ này chắc là làm cái lồng mấy rồi đấy. Đấy gà. Đây mật đây đây. Chết bá. Nói lạc quan lên. Nhiều rồi. Cái này là Thịnh làm cái vẩy đi thôi à? Cạo vẩy đi thôi à? Trường làm với Thịnh làm đâu? Thịnh vừa mới đến thôi. Cạo vẩy được mà. Sớm rồi. Cạo vẩy thôi. Cho cái bì đi thì hết rồi. Mất 5 lạng. Chưa tốt kiên kỵ cái cảnh là băm chặt này mà máu me này mà quay được. Hôm bọn mày nhồi lòng không, cái đấy tao còn ngồi nó quay sát sinh này là YouTube cấm. Dẹp mày dẹp. Quay xong là bảo là con này là con quý hiếm nữa. Ăn xong mai đi đâu mà được báo hết thể. Con gì quý hiếm nữa chết rồi. Thì nó có con bò mới. Ừ. Tao gạ mãi ông mới đi mua một cái đấy mày tưởng à. Một cái đấy. Tao mua để đi spa chơi đấy. Em cũng được đi mà nhưng mà em chưa biết đợt nào thôi. Mua kiểu đợt đó nó thiếu danh sách nên là nó đợt đây bổ sung nhé. Mua quần áo. Mỗi lần sinh đợt 2 mà, sắp rồi. 2 tờ 2 bảy.